xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị câu chuyện oan hồn lôi đi của tác giả khả hân là câu chuyện chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma à, à, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của định soạn Kính cho quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị Nhật ký ngày 1 tháng 3 năm 2019. Cuối cùng thì cũng dọn dẹp xong. Mình cứ nghĩ chỉ có chút đồ của mình thì đến trưa là xong. Ai ngờ quanh đi quần lại để đến tận chiều. Cứ may mà cô Liên tốt bụng nên phụ mình một tay. Không thì chắc cũng phải đến tối mới dọn dẹp được cái căn phòng này mất. Mệt quá coi như là cũng tìm được việc. Phải thật cố gắng để gửi tiền về cho mẹ, cho thằng Cắc. Năm nay nó vào cấp 3 kiểu gì mẹ cũng phải tốn khối tiền cho nó. Không biết cô cậu đã xác định thi vào đâu hay chưa? Cố gắng vào bộ đội chuyên nghiệp theo di nguyện của bố. các nhé, bố đặt rất nhiều hy vọng vào em đấy. Thu gặp cuốn nhật ký lại rồi để dưới gối như một thói quen. Cô nằm vắt tay lên chán rồi lại quay nghiêng người úp mặt vào trong góc để cố giữ giấc ngủ sau một ngày dọn dẹp nhà cửa mệt nhoài thư vừa chuyển đến đây để chuẩn bị nhận công việc mới xuất thân từ một gia đình nghèo khó có bố là cựu chiến binh nhưng ngay từ năm thu vào năm nhất của trường cao đẳng ông đã lâm bệnh nặng qua đời để lại ba mẹ cô đùm bọc lấy nhau đó là thời khắc khó khăn nhất mà thu phải trải qua khơ gần như là lạc lối nỗi buồn đã nhấn chìm cô vào sự xót thương và nước mắt cả đời của bố cô vất vả ông lấy vợ mới được hai ngày thì chiến tranh biên giới với bọn bệnh chứng đặc tiểu bình đã nổ ra. Người vợ mới cưới còn chưa quen vòng tay ấm áp của chồng đã phải cùng gia đình chồng dắt díu sơ tán về xuôi. Còn ông ở lại cùng đồng đội mình chiến đấu, chặn bước kẻ thù hung hãn tràn xuống ảo ạt như là dòng lũ quét. Trong những ngày tháng ấy, ông hai lần bị thương, cứ chuyển về tuyến sau ông lại sung phong lên đường tiếp tục. Kết quả là trên người của ông chẳng chịt những vết sẹo dài, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nổi tiếng của đơn vị không trở nên méo mó vì một mảnh đạn pháo bắn sượt qua trong cơ thể của ông cũng găm đầy mảnh đạn mà các y bác sĩ đã cố gắng nhưng không gấp được ra ngoài để lại những cơn đau hành hạ ông suốt ngày suốt tháng khi trời trở gió ấy vậy nhưng mà ông vẫn là một người cha hết mực thương con luôn cố gắng lo cho cả hai đứa con ăn học thành người Ngày ngày ông lái chiếc xe ba bánh của kiểu chiến binh rong ruổi trên khắp các đoạn đường quê, chở hàng cho bà con ở trong xã. Không có ai gọi ông lại lên nương phụ giúp vợ mình chồng ngô trồng sắn. Thưa biết bố mình xuất thân là một người lính, với trái tim gai góc và thân thể bao nhiêu năm vẫn vương mùi thuốc súng. ấy vậy mà người lính kiên cường nhất quyết không bỏ đồng đội bỏ vị trí đó, đã có lần bật khóc khi thù bị ốm. Ngày đó Thu còn rất nhỏ nhưng cô vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của bố khi ông cầm lấy tay của vị bác sĩ, phan xin ông ta tìm cách cứu sống cô vì một trận ốm thập tử nhất sinh, suýt nữa lấy đi mạng của Thu. Bố cô vất vả cả đời đến khi gia đình hơi có chút kinh tế khấm khá hơn xưa thì ông lại đổ bệnh nặng. Nằm trên chiếc giường sắt của bệnh viện, bố cô dùng hết sức tàn nắm tay của vợ thổn thức mà nói Mình à, Chặng đường này anh xin từ biệt Không còn đi cùng với mình được nữa Cả đời mình đã vất vả khổ sở vì anh Nay khi anh đi rồi Mong mình cố gắng nuôi con Để mà thằng các được vào đại học Rồi sau đó mình hãy tìm lấy một chỗ dựa vững vàng hơn Đi nốt quãng đường còn lại Mẹ của Thu nghe mà nước mắt trào ra nghẹn đắng Bà lắc đầu ngoài ngoại van xin ông đừng nói nữa Bà là một người con gái có nhan sắc nhất nhì thị xã ngày xưa lấy ông vì cảm phục tình yêu của một người lính chiến sự kiên cường của một người đàn ông để bản lĩnh ở cạnh ông dù đã từng có những lúc khốn khó vất vả nhà chỉ có rau độn nhưng chưa bao giờ bà có ý định đi tìm hạnh phúc khác bởi vì bên cạnh bà có ông có hai đứa con thông minh xinh xắn Với sức học của cả hai chị em thì việc căng và đại học đâu có gì khó nhưng dù thế nào đi nữa bà không đi thêm bước nữa ngày bố của phu từ trần thì ông nằm trong nhà đôi mắt đã mờ đục nhìn lên trần nhà trong miệng vẫn lầm nhầm bài hát của nhạc sĩ phạm đình trương mà vợ của ông thích nhất em ơi đừng khóc sầu chia ly vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì dù đêm sâu như hồn chúng mình dù quan san cách trở điêu linh hãy tin một niềm nỗi nhớ nhung xưa vẹn tuyền sẽ cho ngày về thắm duyên Em ơi đêm cuối cùng gần nhau Sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành Nghĩ đến bố của mình Thu cũng có lần lầm nhầm theo lời hát ấy Ca khúc đêm cuối cùng vốn không phải là một bản nhạc Mà những người tầm tuổi như cô hay nghe Nhưng đã từ lâu lời ca ấy thấm sâu trong tâm khảm của cô Như là một lời nhắc nhở vì người trang hết mực thương con thương vợ thư nằm nghiêng trên giường nước mắt chẳng biết lúc nào rơi ra ướt đẫm gối. Sự mệt mỏi nỗi nhớ về quãng thời gian ấy dần dần đưa Thu vào giấc ngủ. Nhật ký ngày mùng 2 tháng 3 năm 2019. Cô liền tốt bụng quá. Sáng sớm đã nấu cơm gọi mình dậy ăn. Mà sao người vừa tốt tính vừa có nhan rắc như cô lại không lấy chồng. Thôi chết. Sao tự nhiên mình lại tò mò như vậy? Đó là cuộc sống riêng của người ta. Hôm nay mình cũng suýt nữa buột miệng hỏi cô Liên như vậy. Tệ thật, có khi mình phải kỷ luật cái mồm đi chơi xa này mất thôi. Thù nói vậy cũng đúng vì cô Liên năm nay đã ngoài 40 nhưng vẫn không chồng không con. Mặc dù vậy nhưng với khuôn mặt trái xoan, một nụ cười rất duyên và một hàm răng trắng. Cô Liên vẫn toát lên một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa sắc sảo ngây ngất lòng người. Chính những điều mâu thuẫn ấy khiến Thu không ngừng thắc mắc về chuyện tình cảm của cô chủ nhà, mặc dù biết mình làm vậy là tò mò quá đáng. Thu gặp cô Liên khi đang lang thang ở trên phố để tìm nơi ở mới, hai người vô tình chạm mặt, nhưng không rõ vì sao cô Liên đã biết Thu cố ý định tìm nhà. Cô Liên lên tiếng hỏi, đang tìm nhà phải không? Mặc dù ở ngoài phố nhưng cô Liên nói rất nhẹ nhàng, gần như phải để ý lắm mới nghe được cô đang hỏi thu ngây người ra một lúc rồi vội vã gật đầu dạ vâng ạ sao cô biết ạ à? cô liên không đáp chỉ cười rồi nói nhìn chúng mày lơ ngơ thế này là cô biết rồi có muốn xem nhà thì theo cô cũng gần đây thôi đó cũng là lúc mà cô liên dẫn thu đến xem căn nhà mà cô nói rằng đang sẵn để cho thuê ngôi nhà của cô liên nằm sâu trong một con ngõ nhỏ xây theo kiểu nhà ống có ba tầng tường một rất rộng bên ngoài có một khoảng sân lát gạch đỏ trồng một chút rau sống hoa tươi hai bên mé tường còn là giữa thì cô liên tận dụng để làm chỗ để xe cửa nhà dẫn thẳng vào trong phòng khách đang để một bộ bàn ghế gỗ sang trọng khảm xà cừ chứng minh cho khách quan biết được tiềm lực kinh tế của gia chủ ngoài ra trên tường cô liên còn cho treo một bức tranh mã đáo thành công khảm nạm bằng đồ các loại đá quý mà cả đời thu chưa từng nhìn thấy bao giờ lại thêm một cái tivi to tướng như một chiếc bảng đen đặt trình hình trên một cái tủ trẻ thiết kế theo kiểu riêng mà cô liên đã yêu cầu phía sau chiếc tivi ấy là một chân cầu thang có lan can cũng bằng gỗ tốt uốn lượn đầy mỹ thuật như hình của một con rồng đang bay lên không trung bậc thang lát hoàn toàn bằng đá trông vừa dày vừa nặng nhưng cũng không kém phần tinh tế phía sau cầu thang mới là gian bếp kết hợp với phòng ăn và cũng có cả một khu vực vệ sinh riêng được thiết kế khuất bên trong để giữ thẩm mỹ cho ngôi nhà ở mỗi tầng trên lại được phân ra thành ba phòng riêng biệt tổng cộng cả ngôi nhà là sáu phòng tất cả cô liên dẫn thu đi xung quanh nhà tham quan từng phòng rồi hỏi thế nào cháu thấy có được hay không thu gãi gãi tai giọng ngập ngừng rồi nói cô ơi cháu xin lỗi là mất thời gian của cô nhưng mà với cái nhà với phòng to như thế này cháu làm gì đủ tiền mà thuê cô liên nhoẻn miệng cười rất duyên khoe ra một hàm răng trắng sáng vỗ nhẹ lên vai của thu rồi nói đừng có lo cô ở một mình cho nên cũng muốn có người đến ở cùng cho vui mà thôi chứ cái chuyện tiền nong không có quá quan trọng nhà rộng quá lại neo người nhiều khi vào ra thích trống vắng quá. Cô Liên vừa nói vừa gãi nhẹ mái tóc bồng bềnh ở trên đầu. Thu nhắm mắt nhìn theo. Trong lòng khi ấy bỗng bùng lên một dự cảm chẳng lành. Thời buổi này thiếu gì chuyện lừa đảo, cho mướn nhà rồi đột ngột tăng giá phẩm, hoặc thậm chí là lôi kéo những cô gái nhẹ dạ cả tin và con đường chơi bời nghiện ngập. Rồi đẩy những cô gái trẻ đi làm các việc bẩn thỉu trong các quán bar hay là vũ trường dường như cô liên cũng hiểu được ý nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu của thu cho nên cô lại bảo cháu cứ suy nghĩ kỹ đi nếu mà thế hợp thì đến nở cô biết là cho thuê kiểu như là cô thì cũng lạ lắm thế nhưng mà nói thật với cháu là cháu đừng có tự ái thật ra thì nhà cô rộng quá một mình dọn dẹp không có xuể mà công việc cô cũng bận bịu cần có người trong nhà để dọn dẹp cơm nước thế nên là cô liên nói đến đó thì dừng lại vì có vẻ như Thu đã hoàn toàn hiểu được ý của cô. Hóa ra cô Liên không cần cho thuê nhà, vì rõ ràng nhìn cô và nhìn ngôi nhà này là đủ biết cô là một người giàu có. Có cho thuê nhà làm gì cho phức tạp. Cái mà cô Liên cần là một người giúp cô dọn dẹp, cơm nước tựa tựa như một người ô xin, và vì vậy mới được ăn ở trong nhà cô thì đúng hơn. Cô Liên rõ ràng sau khi nói ra thì cũng đỏ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn Thu vì sợ Thu tự ái. Nhưng mà chẳng ngờ uh, Thu lại thờ phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ bảo. Ơ, uh, may quá, cháu cũng đang kiếm việc cô ạ à? Cô Liên được lời như là cười tấm lòng bắt đầu hứng thú nói. Thế thì tốt rồi, nhà cô có phải xây để cho thuê đâu. Xây là để ở đi chứ, cháu xem đấy. Có nhà nào cho thuê mà lại làm cả phào cả chỉ sơn sửa đàng hoàng như vậy? Cháu vào đây làm giúp cô thì vừa không có mất tiền nhà, vừa có chỗ chui ra chui vào. Cuối tháng lại được lãnh lương gửi về quê, như thế là vẹn cả đôi đường chứ còn gì nữa. Thu không gần cô Liên phải giải thích thêm, vì trong lòng đang ngầm đồng ý với cô chủ nhà. Một lúc sau thì cô Liên dẫn Thu lên một căn phòng trên tầng 3 để chỉ cho Thu chuẩn bị dọn vào. Tầng 3 của căn nhà cũng được chia ra làm 3 phòng như bên dưới Phòng mà Thu chuẩn bị chuyển vào là gian phòng đầu tiên ngay sát cầu thang. Bên cạnh phòng ngủ của cô ngăn giữa bởi chiếu nghỉ là gian phòng thờ. Rõ ràng cô Liên đã đầu tư một diện tích khá lớn cho gian phòng ấy. Chứng tỏ là cô cũng là một người khá chú ý về khoản tâm linh. Thu thì không bước vào trong quan sát về cánh cửa của phòng thờ đóng kín. Nhưng từ trong đó vẫn tỏa ra một mùi hương trầm thoang thoảng bay trong không khí và qua lớp cửa kính mở. Thu vẫn nhìn thấy hai bóng ngọn nến điện lấp lòe ẩn hiện, chiếu ra xung quanh sắc đỏ hơi có phần kỳ dị. Phòng ở của Thu cũng khá rộng diện tích gần 30 mét vuông. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì diện tích cả căn nhà cũng không hề nhỏ, cho nên các phòng chia ra cũng sẽ lớn tương đương. Thu chưa bao giờ được ở trong một căn phòng rộng thế này, cho nên ban đầu cũng hơi choáng ngợp. Diện tích của căn phòng này thậm chí còn bằng 2 phần 3 diện tích của căn nhà ngày xưa thu ở với bố mẹ. Chỉ khác là gian phòng này trống rỗng không có đồ đạc gì cho nên trong không gian có phần lạnh lẽo. Lúc mới bước vào tôi còn dùng mình khẽ suýt hắt hơi. Bên cạnh phòng cô nơi xa nhất so với cầu thang cũng được cô Liên bố trí thêm một căn phòng nữa. Phòng này có cửa sổ rộng mở thẳng ra ban công chung của tầng 3, Mặc dù thoáng đẳng nhưng vì nhà của cô Liên quay ra mặt hướng đông bắc nên mùa lạnh gió bất thổi vào. Cả đêm khiến cho căn phòng này thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả gian phòng ở bên cạnh. Cô Liên tận dụng luôn làm chỗ chứa đồ linh tinh như một gian nhà kho chứ không lấy làm nơi để ở. Thưa quay lại nhìn phòng của mình tự họa ra trong trí nhớ cách sắp xếp đồ đạc sao cho ngăn nắp. Nhưng vẫn luận quẩn trong đầu câu hỏi tại sao cô Liên ở một mình lại phải đầu tư xây một căn nhà lớn thế. Nhưng hóa ra cô Liên không ở một mình, mà bên cạnh cô còn có một con chó đen rất lớn. Con vật chạm mặt của Thu ngay khi cô xuống dưới chuẩn bị sửa soạn đồ đạc dọn đến đây. Con chó này rất lớn, lông đen tuyền, cái mõm ngắn tũn nhưng quay hàm to bự, cái chừng mắt nhìn Thu mà sủa. Cô nhìn con chó to như là con bê mà kinh người, chỉ sợ nó vồ một cái thì chắc thu thành đống thịt băm. Ấy thế mà cô Liên có vẻ rất bình tĩnh, cô tiến lại đặt tay lên đầu của con vật, thậm chí còn kéo tay của nó lôi ra phía sau nhà. Thu đứng chết lặng giữa cầu thang trơ mắt ếch nhìn cô Liên, dắt con chó khổng lồ dữ tợn như kéo một con mèo con. Một lúc sau Thu thấy cô Liên trở lại, hai tay đang xoa xoa vào một tấm khăn hình như vừa mới rửa. Cô cười rồi nói nhà rộng lại neo người quá cho nên là cô mới bắt con chó này về nuôi cứ tưởng nó là con chó vá bình thường ai ngờ nó ăn nên là thuồng luồng rồi lớn nhanh như thổi trông nó cứ như là con hùm con beo vậy đó cô liên vừa cười vừa nói rõ ràng không để ý đến khuôn mặt tái xanh của thu và đôi mắt sợ hãi vẫn đang liếc về phía sau nhà cô liên nói nhưng mà cháu yên tâm con chó này nó chưa có cắn ai bao giờ cả chó sủa là chó không có cắn nó to lớn thế thôi chứ thật ra thì nó hiền lành lắm đấy cháu thấy không cô xách tay nó lôi đi được mà thu cố gượng cười gãi đầu rồi hỏi cô cô xích nó lại chưa ạ cháu sợ cháu đến đây chẳng may nó lại sống ra ngoài thì cháu tàn đời đấy cô cô lên nghe thấy vậy không nhịn được cười cười ầm cả lên phải lấy tay che miệng lại cô quả quyết không những xích mà cô còn nhốt nó ở sân sau cháu có mở cửa ra ngoài đấy cũng không có sợ đâu, mà cô cam đoan là nó hiền lắm, nó không có cắn ai bao giờ cả. Nhật ký dạng sáng ngày mùng 3 tháng 3 năm 2019. Bố vừa mới hiện về, nhìn bố đáng sợ quá, tại sao mình lại nằm mơ thấy bố như vậy? Tại sao bố cứ bảo mình đi đi, bố không muốn mình ở đây hay sao? Khuôn mặt của bố trông kinh khủng quá Như có hàng vạn con giòi đang đục khoét cơ thể của bố vậy Nhưng chắc không có gì cả đâu Mình chỉ cả nghĩ quá mà thôi Tất cả chỉ là một giấc mơ Đêm qua vì mình dọn nhà mệt quá cho nên ngủ ngon Chẳng bù cho hôm nay À hay là tại món rượu của cô Liên Đúng rồi có khi là như vậy Rượu của cô ngâm bằng một thứ gì đó uống vào một ly Mà mình suýt nữa thì buồn nôn Ấy vậy mà càng về sau thì lại càng dễ uống. Đúng là rượu của những người lắm tiền có khác. Đầu của Thu vẫn còn lâng lâng vì men rượu chưa tan ngấm hết. Căn phòng rộng thanh thang cô đang ở được sắp xếp lại gọn gàng. Thu ngồi dậy bỏ sang một góc giường cố tránh thật xa bức tường lạnh lẽo sát cầu thang. Đó chính là nơi khi nãy bố cô hiện về trong cơn ác mộng. Ông đứng ở cuối giường tựa đầu vào bức vách liên tục lấy tay khều khều chân của Thu. Trong giấc mơ của mình, Thu khi ấy vẫn còn đang ngủ say. Năm lần bảy lượt cảm thấy một vật gì đó ngọ ngoại nhớp nháp, cọ vào gót chân của mình khiến cô mở tròn mắt dậy. Nhưng có ai ngờ được rằng trước mắt của cô khi ấy là ông Thanh, người cha đã chết vì bạo bệnh cách đây mấy năm. Ông Thanh vẫn mặc trên người cái áo bộ đội sườn rách cũ mềm, một tay của ông ôm chiếc mũ cối che ở trước ngực tay còn lại liên tục với về phía của Thu. Cô gái trẻ không chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này, chợt rú lên kinh hãi rồi bỏ về đằng sau bằng cả tứ chi. Ông Thanh tựa một bên vai lên bức tường sắt cảnh, khuôn mặt công lúc này đã mất hết đi dáng vẻ của con người, để thay vào đó là hình dạng khủng khiếp của một con quái vật. Chỉ còn bên mặt một vết sẹo dài của ông là còn nguyên vẹn phần còn lại đã giữa nát da thịt đang bắt đầu tan chảy để lộ ra cả lớp xương trắng ườn ở bên trong khoe ra hàm răng vàng như nghệ lúc nhúc dòi bọ chui ra chui vào một con mắt của ông đã rơi ra khỏi tròng lùng lẳng ngay trước má vì những sợi gân máu còn chưa bị chuột bọ côn trùng gặn đứt trông như là một con lắc đồng hồ cứ liên tục đảo qua đảo lại ấy vậy nhưng con mắt còn lại của ông thì buồn vô hạn hướng về phía của Thu như thể đang hối hận hay là tiếc nuối một điều gì. Cô gái trẻ vẫn chưa hết cơn chấn động, tâm hồn của Thu vẫn đang hoảng loạn vô cùng. Dù biết người trước mặt thật ra chính là bố của mình, nhưng Thu chưa bao giờ trông thấy một nhân ảnh ghê sợ đến thế. Người của cô run lên từng đợt, cổ họng sau khi hét được một tiếng thật to thì nghẹn cứng lại, ú ớ như bị ai đó bóp nghẹt không thể nói được thành lời. Bình thường Thu vẫn luôn thương bố, luôn tưởng tượng ra cảnh hai bố con gặp nhau trong một giấc mơ nào đó. Cô sẽ ôm lấy ông Thanh, hai bố con mừng mừng tuổi tuổi, thù thị kể cho nhau nghe những điều mà cả nhà đã từng trải qua. Trong những hy vọng của cô, ông Thanh vẫn luôn là người cha hiền hậu, dù có một vết sẹo dài ở trên mặt, nhưng cũng không biến ông thành người dữ tợn. Thế nhưng đã bao giờ Thu mường tưởng ra khung cảnh kinh hoàng đến thế này đâu? Bố cô vẫn đang tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, con mắt lùng lẳng trên gò má lắc lư đều đặn. Xung quanh ông đám ruồi nhặng xanh lép, to bằng đầu đũa vẫn liên tục vo ve bay đi bay lại, như để tìm nơi để trứng, làm tổ ở trong thịt người. Âu Thanh dường như biết được bộ dạng gớm ghiếc của mình khiến cho cô con gái hoảng loạn, liền từ từ đưa cái mũ cối đội trên đầu. Khuôn mặt của ông cúi xuống như thể hiện sự ân hận vì đã làm con gái của mình kinh hoàng. Nhưng bất ngờ ông lên tiếng, trong khung cảnh dùng rợn lạnh lùng xung quanh đã tiếng vo ve của loài côn trùng bẩn thỉu và mùi tử khí bốc ra từ xác người phân hủy. Dòng của ông Thanh vẫn dịu dàng hệt như ngày ông còn sống, hệt như những lúc mà ông còn đón cô con gái nhỏ từ trường về nhà. Bế cô lên chiếc xe bao bánh của cựu chiến binh, mặc cho những tiếng trêu đùa vì vết sẹo dài ở trên mặt. Con ơi! Hai tiếng dịu dàng ngắn ngủi khiến Thu lập tức ứa nước mắt vì thương cha. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về sống lại trong cô. Đã bao năm nay chẳng có người đàn ông nào gọi cô như vậy. Khuôn mặt kinh dị đến giận người của ông bỗng nhiên lại chợt dịu dàng như trước. Khiến cho Thu muốn tiến lại ôm chầm đi bố. Nhưng có một sức mạnh nào đó đã giữ ghi cô lại. Không cho Thu bỏ tới hệt như là một sợi dây trói vô hình đang níu lý cô, như một kết giới cản cô tiến gần về phía bố. Nước mắt của Thu đã trào ra lăn trên hai gò má. Trong bóng tối lờ mờ cô cũng nhận thấy đôi mắt độc nhất còn sót lại của ông Thanh cũng đang ẩn ực nước. Những giọt nước mắt của hồn ma hiện về để thăm con gái, sao não nề tăng thương đến thế. Lúc này đây cô chỉ muốn lao lại bên cha, nhưng không thể mà chính ông Thanh cũng đang lùi lại về phía sau. Vẫn với cái dáng người gầy gò còm cõi ấy, vẫn là đôi chân bị găm đầy mảnh đạn bước đi thất thiểu vì cơn đau. Bố cô lùi lại phía sau, con mắt duy nhất còn sót lại hiện lên sau vành mũ cối, xót xa nhìn đứa con gái ngay trước mặt mà âm dương cách trở rượu vội xa xôi. Ông Thành ngấp ống dường như hồn ma cũng bị xúc động không thể nói nên lời hoặc vì cái quai hàm của ông đã chẳng còn như khi ông tại thế. Phong hồn của người cha dường như cũng phải cố gắng hết sức mới bật lên thêm một câu. Âm thanh vọng đến như từ một cõi xa xăm nhưng vẫn đau đáu sự yêu thương. Con ơi! Đi với bố! Thu! Đừng ở lại đây! Đi đi! Bố cô vừa nói vừa lùi lại phía sau. Cánh cửa gỗ nặng trịch trước khi lên giường đã được thu khóa kỹ càng nay lại đang từ từ mở ra. Bà lề lâu ngày không cha giàu kêu lên kẽo kẻ từng tiếng lạnh lùng. Thu chờ mắt nhìn ông Thanh dần dần bước lùi ra hành lang, chìm khuất vào bóng tối bên ngoài, rồi tan đi như một làn sương khói. Đến lúc ấy, Thu giật mình mở tròn mắt dậy, thốt lên hai tiếng bố ơi, như để níu lại trên dương thế người cha xấu xố. Nhưng dĩ nhiên chẳng có tiếng trả lời, căn phòng cô vẫn như vậy, vẫn như bình thường, cánh cửa gỗ đối diện giường ngủ của Thu vẫn đang khóa chặt. Chỉ có điều người cô lạnh run lên mà mồ hôi mồ kê vẫn ướt đẫm lưng áo và lăn dài ở hai phía thái dương. Hòa cùng với những giọt nước mắt chảy xuống đến tận cằm. Cô lắc đầu ngồi bó gối đôi mắt nhìn vào khoảng trống xa xăm nhưng mà tâm tối chậm chậm cố nhớ lại và giải thích những điều mà ông Thanh vừa nói trong giấc mơ. Mặc dù tôi biết rằng chẳng dễ dàng gì mà đoán điểm giải mộng hay là cắt nghĩa giấc mơ thu vớ lấy cuốn nhật ký viết vội một vài dòng rồi mới ngồi dậy khỏi giường buông thõng chân xuống đất khật khừ vì đầu còn váng vất phải vịn tay và thành giường cho vững chãi thu tiến lại bên bàn viết rót vào trong cốc một chút nước nguội cô đưa lên uống ngực một hơi cạn sạch vì cổ họng đã khát khô và vô cùng khó chịu tiếng vo ve của mấy con mũi xung quanh khiến thu bực mình phải mấy lần đưa tay xua đuổi cuối cùng chẳng thể chịu đựng được thêm cô đành phải bật cả đèn phòng lên rồi lấy vượt mũi ra toan triệt hạ loài côn trùng bẩn thỉu nhưng thu ngỡ ngàng chết lặng suýt nữa buông rơi cái vật mũi trên tay xuống đất bởi lẽ đang bay vo ve trên đầu của cô không phải là mũi mà lại là ruồi hay nói đúng hơn là những con nhặng xanh to như đầu đũa đang liên tục quanh quẩn ở trong phòng phát ra những tiếng vo ve vô cùng khó chịu loài nhàng xanh vốn chỉ xuất hiện ở những nơi bẩn thiểu như là hố phân hay là bao quanh những xác chết của vật nuôi đang bước vào thời kỳ phân hủy chẳng hiểu sao giờ này lại có mặt ở đây trong một không gian cực kỳ sạch sẽ mới được quét dọn từ tối qua những con nhàng xanh lét mang theo một mùi hôi thối đến lợm giọng cứ liên tục bay vòng vòng quanh phòng khiến cho thu kinh hãi cô tái mặt nhìn theo tự nhiên sực nghĩ đến bố của mình khi nãy hiện về trong cơn ác mộng. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, khiến Thu giật nảy người như vừa chạm vào một sợi dây hở điện. Cô không còn quan tâm đến mấy con trùng bẩn thỉu kia thêm nữa. Cô chỉ đưa mắt nhìn về cuối giường ngủ của mình, toàn thân run lên bẩn bật, vì đầu óc của cô lại vừa mường tượng ra cảnh ông Thanh đứng đó. Thu lắc mạnh đầu cố xua đi trong não hình ảnh tưởng tượng hãi hùng vừa xuất hiện cô tự nhủ vớ vẩn thần hồn nát thần tính ma ở đâu mà ra chắc là mấy con nhạng này từ mấy đống rác gần nhà nó bay vào chứ làm gì có chuyện lộng giả thành chân như thế ý nghĩ vừa mới vụt qua ở trong đầu thu tiến ra phía cửa toan mở to cánh cửa rồi xua đuổi lũ nhạng bay ra ngoài nhưng mà cánh cửa buồng của thu vừa mở ra cô đã giật mình rú lên một tiếng thất thanh vì có một người đã đứng lù lù bên ngoài hành lang như là chờ đợi người đó thì thu hét lớn thì giật mình rú theo thu chấn tĩnh lại thì hóa ra đó là cô liên chẳng hiểu sao giờ này cô lại đi lên đây làm gì thu đưa tay lên chặn linh ngực cố để nén nỗi sợ hãi Lấp bắp hỏi à, nửa, nửa đêm rồi cô lên đây làm gì vậy à cô liên nhìn thu có ý trách móc rồi chỉ thẳng tay ra ngoài rãnh hành lang giọng như đang khẽ gắt cô đi đóng cửa chứ còn đi đâu Con bé này chẳng nhớ gì cả Trước lúc lên nhà cô đã nhà đóng hộ cửa ra hành lang tầng 3 rồi Đêm gió lùa vào nó đập ầm ầm Thế mà cũng ngủ được giỏi thật đấy Thôi nhìn theo hướng tay của cô liên chỉ thì quả nhiên cánh cửa ở bên ngoài hành lang dẫn ra ngoài ban công đang từ từ khép lại mở ra mỗi khi có gió lùa, tạo thành những âm thanh rít rít vô cùng rùng rợn. Thu gượng cười chữ ngượng Quả thật là chiều nay đã mấy lần cô Liên dặn tối phải đến đóng cửa, dẫn ra ngoài ban công. Nhưng mà sau mấy chén rượu trong bữa cơm tối, chẳng hiểu lúc lên nhà đầu óc lâng lâng thế nào mà Thu lại quên khuấy đi mất. Thành ra giờ này cô Liên lại phải lò mọ lên khóa cửa. Khi quay trở ra cô Liên còn lừ mắt như là dọa trẻ con, rồi giữ giữ tay trước chán của Thu mà mắng khẽ. Nhớ đi nhé, bắt tội cô đêm hôm khuya khoát phải mò lên đây. Cô dứt lời thì mỉm cười ra ý không nghĩ ngợi gì nhiều. Chính Thu cũng cảm thấy người đàn bà không chồng không con này cực kỳ thoải mái và vui vẻ. Thư cười cười đáp lại rồi quay trở vào phòng. Còn cô Liên đi thẳng sang phòng thở bên kia cầu thang rồi khóa trái lại. Thu hơi thắc mắc nhưng cũng mặc kệ. Chỉ thấy lạ là tại sao bố của mình trong giấc mơ lại khuyên cô đừng ở đây. Rõ ràng cô Liên là một người vô cùng dễ mến và tốt tính hai người có quan hệ cộng sinh chứ không phải là thứ lừa đảo lợi dụng xuất hiện nhan nhản trong xã hội thu làm người giúp việc kiếm tiền tranh thủ chỗ ở cho cô liên cô liên thì lại có người bầu bạn lại đỡ phải dọn dẹp nhà cửa và có người đi ra đi vào cho đỡ chống vắng thu trong phòng đóng lại kính cửa buồng có lẽ tất cả mọi việc chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi cũng có thể vì thứ rượu mà cô liên cho thu uống tối nay khiến cho cô say xỉn rồi tự mường tượng ra những hình ảnh rùng rợn như thế ở trong mơ. Thu ngồi lên giường nhìn quanh căn phòng rộng thênh thang, lũ ruồi nhặng ban nãy không còn nữa. Thu thả người xuống tấm đệm mà cô Liên đã chuẩn bị sẵn cho mình. Tấm đệm này rất êm, hình như bên trong còn có một lớp lò xo so nữa, cho nên ban đầu nằm xuống Thu cảm thấy trọng trành như là đi thuyền. Nhưng mà bây giờ đã quen không còn khó chịu như ngày đầu tiên nữa, men rượu trong người tất tan ngấm hết thu lại tự lẩm nhẩm những việc mà cô liên giao cho mình vào buổi sáng ngày hôm sau cũng như thời khóa biểu thường lệ của người chủ căn nhà rộng lớn này thu tự nhủ là một người ô xin thì chẳng mong có thể đổi đời nhưng biết đâu lại có thể học được cách làm ăn buôn bán của cô liên quả thật một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi mà đã xây dựng được cho mình một cơ ngơi đổ sộ như vậy đâu có dễ Chắc hẳn cô Liên phải là một người giỏi giang lắm Cho nên mới chẳng cần phải dựa hơi chồng con Mà vẫn có nhà cửa xe cộ đàng hoàng thu cứ suy nghĩ miên man mãi không ngủ được Hôm nay cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp cô Liên Nhưng là một điều Thu không còn thích con chó mực của cô Liên đâu cả Ăn xong bữa trưa Thu ngỏ ý làm thân với con vật nên bảo cô Liên Cô à, cháu mang cơm xuống cho con chó nhé Không nó đói có khi nó lại sủa nhặng lên ấy Cô Liên chỉ mỉm cười khoát tay rồi bảo Không cần đâu cô cho nó ăn từ sớm rồi Còn cho đó nó chỉ ăn đồ của cô mang ra mà thôi Nó không có kén chọn nhưng mà ngay từ bé cô đã huấn luyện cho nó không được ăn lung tung Ai ném gì cũng không được đụng đến Vì ngày xưa khu này nhiều lũ cầu tặc lắm Hở ra một tí con vật bị đánh bả ngay Lúc đó Thu chỉ khẽ à lên một tiếng ra chiều không phục khả năng huấn luyện của cô Liên và cũng lấy làm ngạc nhiên về sự thông minh của con vật. Nhưng đến khi nằm miên man nghĩ ngợi, Thu mới nhớ rằng cả buổi sáng ngày hôm nay cô luận quẩn dưới nhà. Đã thế lại còn dậy sớm, mà có thích cô Liên ra sau nhà mang đồ ăn cho nó đâu. Chẳng hiểu cô chủ đi lúc nào mà lại nhanh đến như vậy. Thu cũng hay để ý tiếng lời ăn tiếng nói của cô Liên, mà không cần để ý thì cũng nhận ra được một điều. Cô Liên có một dáng đi rất uyển chuyển, dường như là dưới chân cô có một lớp đệm của một loài mèo cho nên đi lại chẳng bao giờ gây nên tiếng động. Thậm chí Thu còn cảm giác Cô Liên đi mà như lướt trên mặt đất. Thu thầm nghĩ có lẽ trước kia Cô Liên từng theo học một lớp múa vũ đạo nên mới có khả năng di chuyển nhẹ nhàng như vậy. Chưa kể Cô Liên có một cách nói năng khá lạ đời, Thu chưa thấy cô mở miệng ra bao giờ. Môi của Cô Liên chỉ mấp máy rất nhẹ, âm thanh đã thoát ra được bên ngoài. Ở quê cũ ngày xưa Thu từng nghe những người già hay kháo nhau rằng những người con gái mà hát hay nhưng khi nói chuyện lại giết qua kẽ răng thì thường là những người ghê gớm chua ngoa thậm chí là còn tướng sách phu hiếm muộn. Chắc những điều đó chỉ đúng một phần mà cũng phụ thuộc vào nhiều kinh nghiệm. Ông cha ta đã truyền dạy rất hay những điều mâu thuẫn với nhau giả dụ như là có câu thành ngữ đừng nhìn mặt mà bắt hình rong thế nhưng lại truyền bá mấy cuốn sách xem tướng xem số. Thù cứ như vậy suy nghĩ miên man, chẳng biết từ bao giờ giấc ngủ lại ập đến, khiến cho cô thiếp đi trong căn phòng rộng lớn thanh thang. Không hề biết được rằng từ nãy đến giờ, trong căn buồng đối diện, cái điện thờ của cô Liên, cánh cửa vẫn chưa hề được mở ra, và cô Liên vẫn còn ở trong đó. Nhật ký ngày 4 tháng 3 năm 2019 Cô Liên hôm nay đi vắng ở nhà một mình trong nhà. Cô chú đáo thật trước khi đi còn dậy sớm đi chợ để thịt thà trong tủ lạnh cho mình. Chẳng hiểu cô đi bao lâu mà phải mua nhiều đến thế. Ở nhà một mình buồn thật, quét tước một tí cũng xong cái nhà. Chẳng biết làm gì hơn hay là ra sau nhà chơi với con mực. Nhật ký ngày mùng 4 tháng 3 năm 2019, cô Liên khóa chặt cửa sau rồi, không ra được với con mực. Mà lạ thật sao cô Liên dạy nó kiểu gì mà một tiếng kêu cũng không có. Mình chưa thấy con chó nào nó lại kiệm lời như là con chó này. Mà không biết cô Liên đã cho nó ăn chưa, nó đói thì có kêu có sủa hay không. Lúc nào cũng vo ve khắp nơi kể cũng lạ. Có khi mình phải đi mua lọ thuốc xịt mũi, trời sang xuân có khác lắm rồi mũi thật đấy. Lúc nào cũng vo ve khắp nơi kể cũng lạ. Xung quanh không có bãi rác cũng chẳng có bụi rậm Thế mà sao lắm nhặng xanh nhặng đỏ như vậy Hồi quá đi mất Thu ra chợ tìm mua một lọ xịt phòng và cả lọ xịt côn trùng Vô tình đụng mặt một bà bán hàng tốt chuyện Bà bán hàng có vẻ cũng là một người phúc hậu Nhìn thấy Thu thì liền cau mày hỏi Cháu mới đến đây hả? Nó mặt mũi lạ quá Mày con cái nhà ai? Thu cười gãi đầu rồi bảo: "Cháu mới chuyển đến thôi ạ, à. không phải là con cái nhà ai đâu bác. Cháu làm mua xin cho nhà người ta." Bà bán hàng mỉm cười đưa tay cho Thu một túi bóng đựng bình xịt đon đã nói: "Thế đang làm cho nhà nào? Thì thoảng cần gì thì ra đây mua cho bác nhá. À, cháu đang làm giúp việc cho nhà cô Liên." Bà bán hàng cau mày lại nhìn Thu bằng một ánh mắt nghi hoặc: "Cô Liên, cô Liên nào?" Thu kiên nhẫn giải thích cô liên ở một mình ạ à, nhà bốn tầng trong khu kia kìa bác bác có biết không bà bán hàng lắc đầu tỏ ý không hiểu ánh mắt nhìn thu như một người từ trên trời rơi xuống bác ở đây cả mấy chục năm rồi cô thấy ai tin liên đâu con bé này mày mày có nhớ nhầm không hả Thu cười gượng cô nghĩ rằng bà bác này có khi lẫn cấn cho nên không biết đến một người giàu có như vậy cô đã toan bỏ đi thì vô tình bị một người hàng xóm gác khé lại sang chơi Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn thì bà hàng xóm nọ liền xen vào nói Sao cơ cháu ở đâu nhà cô Liên á? À? Bà ta vừa nói vừa nhìn một lượt từ đầu xuống chân Dừng lại trước mặt bà ta quay sang hỏi người bán tạp hóa Lạ nhỉ? Tôi cũng không biết ai tên Liên trong cái khu này Thế cháu ở nhà nào? Thu thấy câu chuyện đi hơi xa Và cô cũng cần phải về gấp để chuẩn bị cơm nước trong bữa chiều cho nên đáp cháu ở trong khu kia cơ kìa thôi cảm ơn bác cháu về đây hai người đàn bà tốt chuyện còn đang nán lại nhìn theo lầm bầm với nhau gì đó thu không nghe rõ còn chưa đi được chục mét thu giật mình nghe tiếng xếp lẹt quẹt ở phía sau và tiếng người gọi hớt thải này, này 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 lại bảo cháu ơi nhận ra đó là tiếng của bà tạp hóa thu bất xác sờ xuống chiếc túi quần sau vì sợ mình đánh rơi tiền nhưng mà không phải Bà bán tạp hóa nãy giờ đã tiến sát gần Thu, nơi gót theo chân còn có cả người hàng xóm kia hóng hớt nữa. Thu liền ngạc nhiên hỏi, cháu cháu quên lấy tiền thừa hay hay sao ạ? À? Sao các bác đuổi theo cháu hớt hải như thế? Cả hai người phụ nữ đều thở dốc, khuôn mặt tái nhợt chắc vì lâu ngày không phải hoạt động chạy nhảy gì nhiều. Bà tạp hóa phe phẩy bàn tay trước mặt như bột kế quạt, rồi đưa mắt nhìn sang người bạn của mình như hỏi ý. Thu không hiểu gì Cô cũng không có kiên nhẫn để hóng hớt với hai người này Cho nên đã toàn quay đầu đi Thế nhưng bất chợt cả hai người kia đều đồng thanh lên tiếng hỏi Nhà đấy có chó phải không? Thu cao mày không hiểu đưa tay gãi đầu theo một phản xạ tự nhiên rồi đáp Vâng ạ à, cô liên được một con chó con chó to lắm đen xì đó Lập tức hai người phụ nữ đối diện Thu mặt mũi bất thần sám quét Đôi mắt hãi hùng mồm miệng mở lớn tự hồ như là vừa trông thấy một con quái vật. Nhật ký ngày mùng 4 tháng 3 năm 2019, mấy bà bán hàng hôm nay nói chuyện làm cho mình sợ quá, có thật là có chuyện đấy hay không? Hay chỉ là do các bà ý bịa ra để dọa mình Thiếu gì những chuyện hàng xóm kèn cửa Con gà ghen nhau tiếng gáy Cố tình nói xấu hàng xóm Thậm chí còn bịa đặt tiếng ác nguyền rủa Cả nhà người ta gặp nạn hay là cô liên lúc trước có xích mích gì với những người sống xung quanh cho nên mới làm cho họ khó chịu bịa ra một câu chuyện hãi hùng đến thế nhưng mình cứ thấy mấy người đàn bà ấy nhất là bà già bị ngọng phát âm sai lờ nở cao thấp có vẻ rất thật thà họ bảo trước trong khu này cũng có một người tên liên nhưng đã bỏ đi từ lâu lắm sau đó trong ngôi nhà này xảy ra một biến cố vô cùng khủng khiếp có liên quan đến con chó mực kia quả có vậy bà bán hàng tạp hóa và bà hàng xóm của mình vừa nghe thu xác nhận rằng cô liên nuôi một con chó đen rất lớn thì giật mình họ đứng chết sững như là trời chồng rồi phải cả phút sau mới định thần lôi thu quay trở lại trong tạp hóa thu khi ấy ngạc nhiên câu mày hỏi ơ ờ, các bác làm gì thế có chuyện gì vậy cháu cháu trả tiền rồi mà bà hàng tạp hóa chép miệng gắt nhẹ giọng nói đầy sự hoang mang không không phải là cái chuyện tiền nông trời đất được con bé này. Ai dẫn cháu đến đây làm? Cô, cô Liên ạ? À? Sao lại vô lý thế được? Có nhẽ đâu thế? Các bác nói gì cháu chẳng hiểu gì cả. Người ta có tiền xây nhà thuê cháu về làm thôi. Ơ hay nhỉ? Bà hàng xóm buông tay của Thu ánh mắt lo lắng nhìn chầm chằm cô rồi bắt đầu trầm giọng kể. Ở trong cái khu này ngày xưa cũng có một người tên Liên. Sống với chồng nhưng mà không có con. Nghe nói là gia đình này làm gì giàu có lắm. Nhưng mà hầu như là tiền của người vợ làm ra Chứ ông chồng chỉ ngồi không ăn bám thôi Chứ không có làm lụng gì cả Nhà xây thì rộng mà gia đình lại neo người Cho nên bà vợ mới mua về một con chó mực Con chó đó có thời ai trong xóm cũng biết vì nó khôn lắm Lông đen tuyền là chó vá cho ta thôi Mà thể hình to lớn người ngậm vạm vỡ như là con cọp con đó. Cho nên trong xóm này ai cũng sợ Đến một dạo nọ thì bỗng nhiên cô Liên ấy mất tích hay là nói đúng hơn theo như lời kể của ông chồng Thì cô Liên bỏ ông ấy đi Để đi theo một gã phi công trẻ tuổi Ông chồng sau một bận đi về thăm quê cũ Trở lại nhà thì thấy toàn bộ đồ đạc trang sức quần áo của vợ biến mất Ban đầu còn tưởng là trộm vào khuôn hết đồ đạc đi Nhưng mà lúc để ý thì chỉ thấy quần áo đồ đạc của vợ mình mất Thì mới ngớ người ra Phát hiện là bà vợ ôm đồ theo trai trẻ Bà tạp hóa lúc này liền nói chen mà đấy, cây giống đàn bà khi mà chán chồng á, đã có hơi trai trẻ vào rồi thì nó ghê lắm. Bác gặp nhiều cảnh rồi, giờ lại đến cái nhà cô Liên này này, y như là thế. Khổ thân cái thằng chồng á, biết vợ bỏ theo dai, mổ ối rồi ôi chán đời. Suốt ngày cắm đầu vào nhậu nhẹt rượu bia cho quên sầu quên buồn. Nghĩ thì cũng tội nó lắm, thế nhưng mà mình là người ngoài biết góp ý gì đâu cháu. Mà chẳng biết là trong một lần nó say rượu kiểu gì mà nó lại lôi con chó ra đánh đập. Con chó thì nó to mà từ ngày cái cô vợ kia bỏ nhà theo trai, con chó có được chăm sóc tử tế gì đâu. Thế mà lúc mà thằng chồng lôi con chó ra đánh, con vật nó mới 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 rồ lên nó cắn cổ xé xác thằng chồng ra. Ôi dồi ôi, tiếng người tiếng chó lai hết kêu gào vang vọng cả một vùng. Bà hàng tạp hóa nó đến đây thì dừng lại, ánh mắt chớp mau như vẫn còn xúc động vì sự kiện kinh hoàng lúc đó bà hàng xóm lại tiếp lời. Hôm ấy trong cái xóm này ai cũng nghe thấy thằng chồng nó la hét, nhưng mà chỉ được một lúc thì không có thấy gì nữa. Người ta ai cũng nghĩ là thằng chồng của con Liên nó say rượu, chán đời rồi chửi bới đập phá. Nhưng có ai ngờ đâu là cái cớ sự nó lại ghi gớm thế. Đến thêm mấy hôm sau ấy thì người ta không thấy cái thằng ấy ra khỏi nhà. Mà trong nhà thì cứ bốc lên một cái mùi hôi tanh lợm giọng, khăn khẳng đến là kinh người rồi bọn nhặng đỏ nhặng xanh từ đâu kéo đến bu đen cả cánh cửa. Đến khi mà người ta mới cảm thấy có chuyện chẳng lành, công các bà hàng xóm thi nhau gọi cửa, đến tận người xóm bên cũng nghe thấy. Thế nhưng mà nhà đó nó cứ đóng cửa im mỉm nó hết khóa trong thì lại khóa ngoài. Họ không thấy ai ra mở cửa thì lại càng sinh nghi, gọi cho cả dân quân tự vệ với bác trưởng xóm xuống để kiểm tra. Người ta nhờ mấy cậu thanh niên trai trai trẻ tuổi vào trong thì thấy nhà kín như bưng không có trèo vào được, lại nghĩ ra cách mở khóa. Mất cả mấy tiếng đồng hồ mà các anh thanh niên mới phá xong khóa xông vào trong được thì hối ôi. Đời cô chưa bao giờ trông thấy cách cảnh tượng đã hái hồng đến làm vậy. Mấy thằng thanh niên lúc phá cửa sông vào thì vội vàng lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thằng chồng con liên nằm sóng xoài trên nền nhà, từ cằm trở xuống nham nhở để vít cắn, ngực thì bị xé toàn ra ổ bụng thì trương phình lên rách ra thành một cái hố to tướng lòng ruột bị lôi cả ra ngoài cây xác chuyển hẳn sang màu tím đen rồi dòi bọ rồi mỗi bu kín cả người mùi thối nồng nặc sộc ra ngoài theo chiều gió thọc thẳng vào mặt của những người đang hiếu kỳ đứng xem trên nền nhà máu me chảy loang ra khắp nơi đã đông đặc lại như là màu đen thẫm xung quanh thì chi chít dấu chân của chó lúc mà người ta xông vào thì con chó đã chạy vội ra sau nhà Họ chấn tính tinh thần thì lại mới đuổi theo con vật rồi lấy gậy, lấy dao đâm chết nó. Thu nghe kể mà hãi hùng tái mặt đôi mắt lạc thần, mồm miệng há hốc như là nghe nút lấy từng lời của người hàng xóm. Đến lúc này thì bà tạp hóa lại chen và giải thích. Hóa ra là cái con chó nó bị bỏ đói lâu ngày. Rồi chủ đánh đập tàn nhẫn quá nên nằm nó với lao và nó ăn thịt xé xác thằng chồng của con liên. Kinh dị quá, Giờ này á, bác nghĩ lại mà vẫn còn dùng cả mình nhá. Từ đấy về sau có các các vàng cũng chẳng dám ăn thịt chó nữa. Bà hàng xóm kia cũng gật gù như là xác nhận bà bảo. Ôi giời ơi, sau vụ đấy thì còn ai dám ăn thịt chó? Nuôi chó để trông nhà giữ nhà cho mình, thì toàn nó ị bậy đái bậy thì còn dám vụt cho nó cái. Nhưng mà sau cái vụ đấy thì thôi hẳn. Có ai ngờ đâu chó lại dám ăn thịt người mới sợ chứ mà cũng kể từ đó về sau thì cái nhà đấy bị bỏ không không phải đến cả mấy năm nay rồi không quay dám hở Dần già thì các cô các bác quên đi không ai nhắc đến cả bà tạp hóa quay sang nhìn thu rồi hỏi thế bà chủ của cháu tên là liên hả hay là người ta quay lại nhỉ bà hàng xóm kia liền quay lại mà đáp ai mà biết được nhưng mà cũng có khi là như thế cái bọn phi công trẻ chúng nó bọn rút hết tiền thì chúng nó đạp ra đường Chứ rước về làm cái gì cái thứ gái già như thế Mấy chục tuổi đầu rồi còn không có nên nết Bỏ nhà theo trai Còn đấy mà không có động cỡn Thì chắc chồng của nó cũng chẳng đến nỗi chết thảm như thế Thư không muốn nghe thêm câu chuyện hãi hùng này nữa Rồi biết được tính đúng sai Cho nên cô tranh thủ Lúc hai bà còn đang hăng máu buôn dư lê Thì len lén trở về nhà Nó phải ở nhà một mình Bây giờ lại nghe câu chuyện kinh hoàng như vậy Khiến cho Thu hoảng sợ bước vào nhà mà cứ dán mặt nhìn xuống nền nhà sàn để đang mường tượng ra cảnh người chồng khốn khổ vẫn còn đang nằm chết ngay tại đó thu nghển cổ nhìn dõi về phía sau nhà nơi mà cô liên vẫn đang nhốt con chó đen đáng sợ ấy tôi cố gắng bỏ qua những cảnh tượng rợn người ra khỏi đầu tập trung suy nghĩ đến những việc khác cần làm rất có thể tất cả mọi việc đang diễn ra xung quanh chỉ là một sự trùng hợp người chủ nhà tên liên bây giờ chắc hẳn chỉ là cùng tên với bà chủ cũ của ngôi nhà này trên đời này thiếu gì những người cứ cùng tên lại càng thiếu gì người thích nuôi chó thời buổi này càng là đàn bà càng có điều kiện thì lại càng không muốn lấy chồng họ cho rằng đàn ông chỉ là một thứ của nợ rước vào nhọc xác thả nuôi con chó con mèo thì còn vui hơn và những người đàn bà như vậy thì thường giữ cái suy nghĩ đó cho cả những đứa con sau này. Họ sẵn sàng làm mẹ đơn thân, có một đứa con chứ không muốn phụ thuộc vào hôn nhân để trói buộc cả đời. Mặc dù có rất nhiều người khi đã có con thì lại muốn tống cổ đứa bé đi vì phát hiện ra chăm con là một công việc cực kỳ vất vả và tiêu tốn rất nhiều thời gian của một ngày. Những người phụ nữ có tiền thật lại thích hưởng thụ như thế chẳng thể nào làm tốt thiên chức của một người mẹ. Ấy vậy nhưng lối sống sai lầm ấy vẫn được cổ suý rất nhiều bởi những kẻ tự nhận mình là người có tầm ảnh hưởng, những ngôi sao trong showbiz hoặc những con mụ me tây nửa mùa. Cũng may mà cô Liên không phải là thứ đàn bà như vậy, nhưng chắc hẳn con chó đen cô nuôi phía sau nhà cũng thuộc loại thượng đẳng nhiều tiền chứ chẳng phải thứ chó vá tầm thường người giàu mà lối suy nghĩ của họ khác những người nghèo như thu lắm thu lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ linh tinh ra khỏi tâm trí để chỉ tập trung vào việc dọn dẹp nhà cửa vì cô liên có thể về bất cứ lúc nào tiếng vo ve của ruồi mũi là buồn lần nữa khiến cho thu bực mình cô chống tay vào mạn sườn đưa mắt nhìn theo lũ côn trùng bẩn thỉu đang bay khắp nhà kiểu gì tôi cũng phải diệt cho hết bọn ruồi nhặng này chứ không thì chúng nó có thể lây bệnh cho cả nhà mất ai mà biết được khi bay vào đây bọn ruồi mũi kia từng vo ve ở những chỗ bẩn thỉu như thế nào nghĩ là làm thu rút cái lọ xịt mũi ra khỏi túi ni lông rồi đi lên sân thượng làm đúng theo chỉ dẫn ghi trên vỏ bình đối với thứ thuốc xịt côn trùng này người ta sẽ phải phun dần dần từ trên xuống dưới từ tầng cao xuống tầng thấp những loại côn trùng gây hại sẽ bay dần từ những chỗ cao xuống chỗ thấp rồi ra ngoài theo lối cửa mở thu lấy làm tiếc vì mình mua quá ít mà diện tích nhà thì lại lớn có khi chưa phun hết hai tầng thì đã chẳng còn mà dùng vì vậy mà thu chỉ chọn ra những góc tối góc khuất của căn nhà rồi mang bình đi xịt cô nghĩ rằng ở những chỗ đó có khi là nơi tập trung của ruồi mũi nhiều nhất từ tầng thường xuống tầng một Từng nơi từng chỗ đều được thu cẩn thận xử lý Chỉ riêng có phòng gian thờ là không được Đứng trước cửa phòng thu cao mày thầm nghĩ Quái lạ Phòng ngủ còn không khóa cửa bao giờ Mà chẳng hiểu sao cái phòng thờ này có gì quý giá Mà lúc nào cô Liên cũng khóa kỹ như vậy Hay là cô Liên giấu vàng ở trong này Thu tự nghĩ rồi cũng tự cười một mình Tự trách mình vớ vẩn có khi nơi tâm linh như vậy trong nhà cô nên không muốn người ngoài mạo phạm mà thôi Hơn nữa giờ thời buổi phát triển làm gì có ai để tiền ở trong nhà Họ mang ra ngân hàng gửi có phải an toàn hơn không Thu vô tư nghĩ vậy hơn nữa cô đã chẳng bao giờ có nhiều tiền đến mức Chỉ việc gửi ngân hàng ăn lãi lời hàng tháng Đã toan xuống nhà bật quạt trần để xua mùi thuốc xịt côn trùng bay ra cửa Nhưng bỗng nhiên thu giật mình sững lại Cô nhau mắt nhìn vào cánh cửa gian phòng thờ đang khóa kín. Bên trong vẫn hắt ra thứ ánh sáng đo đỏ của hai ngọn nền. Chiếu qua cửa kính mở, nhộm đỏ rực cả không gian bên trong. Thu hơi dùng mình nhưng lại nín thở lắng tay nghe. Từ bên trong gian phòng thở khóa kín, vang ra tiếng vò về rất lớn. Rào rào như là mưa, làm cho Thu trợn mắt há mồm. Từ hồ bên trong gian phòng ấy đang có cả một đàn nhạc xanh đồng loạt đập cánh bay vù vù cùng lúc, hoặc có cả vạn con muỗi đang làm tổ đẻ trứng, tìm kiếm máu người. Thu dùng mình kinh hãi lắc đầu không hiểu cô Liên để vật gì bên trong mà lại có thể thu hút nhiều muỗi đến thế. Vốn là một người rất vô tư, Thu không chú ý nhiều mà đùi đại phía sau. Định xuống nhà nhưng bỗng cô cúi mặt nhìn xuống dưới, vì chân cô vừa dẫm phải một thứ gì đó dinh nhơm nhớp như là nhựa đường. Thu câu mày chố mắt vịn tay vào bờ tường rồi dư lòng bẩn chân lên xem. Có một thứ chất lỏng màu vàng vàng tựa tựa như là bia dính bê bết dưới chân. Chất lỏng ấy chảy ra từ khe cửa phòng. Thu tò mò lấy tay quệt vào chất lỏng rồi đưa lên mũi người. Nhưng còn cách mặt cả găng tay. Thu hái hùng tái mặt vội lùi lại đằng sau nhảy lò cỏ liên tục trên mặt đất. Bởi lẽ thứ chất lòng ấy đang bốc ra một mùi hôi thối đến lợm giọng, buồn nôn, nồng nặc bốc lên không sao chịu nổi. Thu nhảy vào nhà tắm mở vòi nước xối thật mạnh xuống chân, rồi lại cả hai bàn tay trước khi dùng xà phòng trả sát. Cô không hiểu cô Liên mang vật gì vào trong phòng thờ để cúng mà lại có thể chảy nước ra như vậy. Có khi nào cô Liên quên một con gà hay là một thứ đồ nào đã chín để trong đó hay không. Thu không trả lời được nhưng cô cũng không muốn quan tâm thêm nữa. Khi nào cô liên về Thu sẽ nói lại với cô liên về những chuyện xảy ra và nhắc khéo cô liên nên kiểm tra lại phòng thờ. Cái cảm giác nhớp nháp khó chịu vẫn còn đeo bám không rời Lý Thu, mặc dù cô đã rửa kỹ chân tay. Mùi hôi thối nồng nặng ấy như là một thứ chất độc làm cho Thu lợm giọng lúc xuống nhà thu phải đi qua gian phòng thờ một lần nữa cô nhìn xuống chân chỗ nước vàng vàng lờ lợ kia chảy đầy ra ngoài hành lang thưa không biết phải làm gì đành lấy mấy cái rẻ vụn tận dụng từ chỗ áo cũ để thấm cô vừa làm vừa lắc đầu bịt mũi chịu đựng thứ mùi khủng khiếp giận người bốc ra từ chỗ nước vàng chảy ra qua khe cửa bước xuống nhà dưới bầu không khí đã bớt mùi thuốc xịt côn trùng vì cửa mở rất thoáng nhưng chẳng hiểu tại sao thu lại cảm thấy lạnh lạnh. Cô nhìn xung quanh nhà không còn bóng dáng của một con ruồi nhặng nào nữa. Tạm thời yên tâm về thành quả của mình, thu vào bếp sửa soạn việc nấu cơm, vì ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Vẫn mới chỉ sang xuân cho nên trời tối rất mau, nhất là vùng này miền Trung Du, nên ánh nắng lại càng biến đi thật sớm. Thu vo gạo cắm cơm rồi tự nhầm trong đầu nên xem món gì cho cô Liên về ăn tối. Vừa nghĩ vừa mở cánh cửa tủ lạnh, bất thình lình thì một mùi tanh nồng nặng trộn lẫn mùi thối bốc lên, sọc thẳng vào cánh mũi. Đúng lúc mà Thu đang hít vào khiến cô không thể kìm được, lao ra phía lavabo và gặp người nôn mửa. Những thứ thức ăn chưa tiêu hóa hết phun ra tứ tung trong bồn rửa khiến cho Thu kinh hãi nhưng vì chua lét trong cuống họng lại làm cô tỉnh người ra đôi chút. Tôi quay mặt lại nhìn vào cánh cửa tủ đá vừa bị cô mở tung, bên trong vẫn còn đang nồng nặc bốc lên một thứ mùi tưởng lợm. Từ khoảng cách này trông lại tôi vẫn có thể nhìn rõ được bên trong đang lúc nhúc những con giỏi trắng ngợn. to cỡ cái ống hút nước ngọt đang lồm ngồm bỏ lên những tảng thịt đã giữa nát, đổi thành một màu xanh xanh tím tím vô cùng kinh tởm bôi đen trong mặt cửa tù lạnh còn có những con ruồi nhặng xanh lét đập cánh vù vù như một trận mưa thư không hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong căn nhà này cơ không kiểm chế được nữa lại quay người vào lavabo nôn ra thêm một chập nhưng thù chố mắt tái người lặng đi cô thẫn thờ nhìn vào những thứ mình vừa nôn ra những thứ trong ruột của cô mà cơ thể chưa tiêu hóa nổi đã không phải là thịt cá rau củ những món ăn mà cô tự tay lấy ra từ trong tủ lạnh, rồi tự tay chế biến. Thư vừa nôn ra một đống đất, đất pha vi dịch vị chua lỏm biến nó thành một thứ chất lỏng đặc sệt màu nâu, tựa như là cà phê, nhưng vẫn nổi rõ những cục đất to cỡ ngón tay. Trong những cục đất đấy còn dính lại những đoạn cong cong dài dài xiền xệt màu tím đen. Thư mới nhìn mới phát hiện ra lại phải gặp người nôn thêm một lần nữa. Những thứ dài dài cong cong màu tím đen ấy chẳng phải thứ gì xa lạ với lũ trẻ con lớn lên ở thôn quê. Đó là run, những con run to bằng đầu ngón tay út nhưng đã bị răng của thu xé nhỏ ra thành từng đoạn rồi nhai rau ráo khi ăn cùng với đất và nuốt trôi vào trong bụng. Thu kinh hãi cố sức nôn ra cho bằng hết tất cả những thứ còn sót lại. Cô ăn đất từ bao giờ? Tại sao lại toàn đất trong bụng của cô Tại sao những thứ đồ ăn trong tủ đều đã thối giữa? Chúng đã ở đó từ bao giờ? Và căn nhà này đã xảy ra chuyện quái gở gì? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong trí óc khiến cô choáng váng. Đôi mắt lạc thần cứ đảo vòng tròn, hết nhìn bãi nôn trong bồn rửa bát, đến cái tủ lạnh vẫn còn đang mở ra, bốc mùi hôi tanh nồng nặc rợn người. Cả ngôi nhà khang trang bề thế chỉ trong một khoảnh khắc bỗng hiện nguyên hình, là một chốn tăng tóc tiêu điều sơn tường bong chóc rêu mốc vàng xanh bẩn thỉu mạng nhện răng kín ở những góc nhà thạch cao và bóng đèn trên trần nhà lở ra đất tắt ngấm từ bao giờ bị bụi đất bám lại phủ dày chỉ trừ trên nền nhà được cô quét dọn mấy hôm nay là còn sạch sẽ ngoài ra mọi chỗ mọi nơi đều chứng tỏ căn nhà này đã lâu không hề có người sinh sống thu như là một người sực tỉnh khỏi cơn mê cô hoàng loạn chạy lên tầng 2 đập tung từng cánh cửa phòng, rồi lại phải chứng kiến khung cảnh hãi hùng đáng sợ. Những gian phòng mà ngày đầu tiên khi thu đến nở đã không còn cái vẻ khang trang sạch sẽ, toát lên sự nguy nga như nơi ở của một kẻ lắm tiền nhiều của. Nó giờ này đã hiện nguyên hình, mang trọn vẹn ráng dấp của một căn nhà hoang phế tiêu điều, bổ vây đầy tử khí. Ngày đầu tiên khi đến ngủ tại đây, Cô Liên đã chỉ cho Thu thiết căn phòng mà cô ở. Trong đó đồ đạc đều được sơn trắng bóc mới tinh như vừa vác về ngoài tiệm. Nhưng bây giờ tất cả đều phủ mở bụi đất. Tấm ga trải giường trắng toát nấm mốc mọc chen nhau cùng với cỏ dại. Cả căn phòng bốc lên một mùi khăn khẳng vì lâu năm không có hơi người, không có ánh mặt trời soi rọi. Khi cô mở cửa buồng thì một ngọn gió lạnh bỗng từ đâu sộc đến khiến cô dùng mình kinh sợ đồng thời xô đổ cả một khung ảnh dựng trên mặt bàn rơi xuống đất. Tấm kính lồng ra bên ngoài rơi xuống vỡ tung, mảnh thủy tinh bắn vang lên tung tóe khắp cả gian buồng. Thôi giật mình bước đến đôi chân cô run lên lầy bẩy như người kiệt sức, đôi tay sợ hãi chậm chậm đưa xuống, nhặt tấm ảnh lên. Cô há hốc miệng hãi hùng trợn tròn đôi mắt. Bức ảnh trước mặt của cô hiện rõ hình của một cặp đôi nam nữ và một con chó nhỏ lông đen tuyền. Cả người lẫn chó hiện lên trên một bức ảnh đều mang một đôi mắt sáng quắc rợn người. Có thể vì đèn flash của máy chụp hình, và cũng có thể đó đều là những âm hồn người chết hiện về giữa chốn dương gian. Người đàn ông trong ảnh thu không hề biết mặt, nhưng còn người phụ nữ kia thì cô chẳng lạ lẫm gì. Người đó đã ở cùng thu mấy ngày hôm nay, đã ăn cùng mâm ngủ cùng nhà, gương mặt thanh tú với một làn da trắng bóc, toát lên một vẻ đẹp sang trọng sắc sảo đến độ lạnh người. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô Liên. Thu run rẩy không dám nhìn lâu, cô lật lại phía lưng bức hình để tránh ánh mắt sáng quắc của mấy người trong ảnh. Trên bìa giấy in đã ngả sang màu ố vàng tăng tóc, hiện lên một dòng chữ mở nhòe, thấm loang lộ những vết ngón tay, nâu đỏ tựa tựa như là máu khô, nhưng Thu vẫn có thể nhận ra. Vợ chồng Liên Tuấn, Ngày 16 tháng 5 năm 2014 Thu trượt dùng mình buông rơi bức ảnh Mọi việc dường như hiện ra rõ ràng hơn trong tâm trí Cô Liên không hề sống độc thân như Thu từng nghĩ Cô Liên đã có chồng Người đàn ông đó đang đứng trong bức hình chụp chung kia Với cái tên Tuấn vô cùng dễ nhớ Nền nhà như là sụp đổ dưới chân của Thu Cô kinh hãi đến tiếng người khi nhận ra tất cả những điều hai người phụ nữ kia từng kể đặt sự thật. Cô Liên đã từng bỏ nhà theo trai, để lại người chồng vô công rồi nghề, thất tình thấp chí đâm đầu vào rượu trẻ nhậu nhẹt. Đến nỗi lôi con chó khổng lồ ra đánh đập, rồi bị chính con vật vợ mình nuôi từ lâu cắn chết. Thu cảm thấy mình như một kẻ bị lạc lối và một chốn ảo giác rợn người. Cô chợt nhớ lại những câu chuyện ngày xưa khi còn là một đứa bé bố cô vẫn thường kể cho hai chị em và những khi rảnh rỗi. Chuyện về một người lính bị lạc khỏi đơn vị, anh ta không có cách nào liên lạc với hàng quân của mình, cứ lang thang mấy ngày ở trong rừng rậm. Một đêm nọ khi đói là suýt ngất đi dưới một gốc cây, chàng lính trẻ nhìn thấy trong rừng tối có một ánh lửa bập bùng. Hy vọng cầu sinh được thổi bùng lên trong tâm trí, anh ta cứ như vậy đi theo ánh lửa. Đến một căn nhà được dựng trong rừng vắng, Bên trong có một người nữ chủ nhà Thế anh lính trẻ đã đói mở cả mắt Người phụ nữ ấy lấy cơm ra mời anh ta dùng Đã vậy còn chuẩn bị cả nước nôi cho anh ta tắm rửa giường chiếu cho anh ta nghỉ ngơi lại sức Rồi tìm đường trở lại với quân đoàn Nhưng sáng hôm sau có một người thợ rừng đi săn vô tình gặp được chàng lính trẻ Anh đang nằm co do trên nền đất lạnh Hơi thở đất chỉ còn thoi thóp mồm miệng dính bê bết toàn đất cát run rế người thợ săn hiểu ra vấn đề vội vàng cõng anh lên lưng một mạch phong phong băng rừng đưa chàng lính trẻ về bàn để tìm thầy lang cứu chữa mấy ngày sau thì anh lính may mắn kia tỉnh lại anh kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho trường bản thầy lang và cả người thợ săn nghe cả ba người đều nhìn nhau lắc đầu giải thích cho anh ta biết rằng thật ra trong khu rừng ấy chẳng có ngôi nhà nào cũng chẳng có người nào ở đó. Mọi việc anh trải qua đều là ảo giác của những con ma rừng quỷ núi dựng nên. Chúng để anh ăn đất thay cơm, ngủ trên lá khô mà cứ tưởng là chăn êm điểm ấm. Chúng làm như vậy là để giữ anh ở lại, ngày ngày hút cạn dương khí của anh. Cũng may người thợ săn phát hiện chứ nếu không anh đính kia đã trở thành một cái xác khô chết dục ở giữa rừng. Câu chuyện ấy đến nay Thu vẫn còn nhớ Mặc dù ngày ấy khi bố kể cho cô, Thu chẳng hề tin thêm một chữ. Nhưng bây giờ khi đối chiếu với chính những chuyện mình vừa gặp, cô dùng mình nhận ra rằng có những thế lực vô hình, những thế lực của cõi âm lúc nào cũng hiện diện xung quanh. Nhưng chỉ khi nào người ta cho thấy thì ta mới thấy được mà thôi. Có lẽ vì thế mà ngay hôm thứ hai, phong hồn của ông Thanh hiện về khuyên con gái mình nên rời khỏi căn nhà này khi ấy thu lại cứ nghĩ mình say rượu hoặc là vì cô quá nhớ bố cho nên mới tưởng tượng ra hoạt cảnh rùng rợn ghê gớm ấy càng nghĩ cô lại càng run sợ nhưng thu không có suy nghĩ giống như người đàn bà ngoài xóm cô không cho rằng cô liên bỏ nhà theo trai như người ta kể thu lờ mờ nhận ra đằng sau câu chuyện đó vẫn còn chứa đựng rất nhiều uẩn khúc cô liên có khi đã mất tích từ trước đó nhưng người chồng lại bịa ra một câu chuyện khác làm cả khu phố đều đổ lỗi cho người đàn bà này, trốn nhà theo người tình trẻ. Thu lao lên tầng 3, căn phòng cô dù có hơi người, nhưng ở những góc tường nơi ít ghi đi lại, vẫn hiện lên những mảng mốc rêu cáu bẩn. Vỡ trên tường và lớp sơn đã phập phòng bong ra vì nhà ẩm, chi chít khắp nơi là mạng nhện răng đầy. Và kinh dị nhất là tấm nệm mà cô Liên cho Thu hiện ra rõ mồn một, một những vết máu khô đã bít lại loang lổ ở khắp nơi những chỗ nào không có máu không có bụi bặm thì mọc vươn lên chi chít đầy những vệt nấm mốc màu trắng ban đầu của tấm nệm cũng được chuyển sang ố vàng bẩn thỉu khiến cho thu lượm giọng buồn nôn cô cố gắng kiềm chế lại chân tính tinh thần cô cần phải thu dọn đồ đạc của mình để ra khỏi căn nhà quỷ quái này càng nhanh càng tốt vì thu nhận ra rằng đây chẳng phải nơi dành cho người sống. Cô với lấy cái ví cầm lấy đi điện thoại, rồi cứ như vậy lao ra cửa, nhưng bất thần khựng lại. Trước mặt cô, cánh cửa lồng kính của gian phòng thờ đang từ từ mở ra. Bàn lề lâu ngày không có ai vệ sinh cha dầu mỡ kêu lên ken két từng tiếng, như là âm thanh ma quái vọng lại từ cõi âm ti Thu kinh hãi đến đờ người, đôi mắt lạc thần nhìn cảnh tượng đổ nát hoang tàn, dần đang lộ ra trước mặt. Bàn thờ bị lật úp, bát hương vàng mã đèn cầy tan nát dưới nền nhà, như thể có một thế lực vô hình nào đó, đã đứng ở phía sau đập đổ tất cả. Và đứng ở vị trí này của Thu, cô đã nhìn thấy một điều vô cùng kinh dị. Từ trong bức tường ở ngay sau bàn thờ, lớp sơn đang sưng phồng lên như thể bị ngấm nước lâu ngày từng màng vữa đang từ từ bong ra kêu lên tanh tách ngay trước mắt từ một kẽ nứt rất nhỏ trên bức tường lồi lõm thu thấy lủng lẳng mọc ra một đoạn dây dài tua rua sơ sắc từ lúc nhìn thấy đoạn dây thu như người bị thôi miên chân tay mất dần đi sự điều khiển từ trí não cô ngơ ngác bàn tay cầm ví và điện thoại cứ thế buông thõng rơi xuống cả hai vật đó xuống nhà dính nhơ nhớp thứ chất lỏng màu vàng tanh thối đang dì ra từ kẽ nứt ở bức tường phía sau bàn thờ. Cô lững thững tiến lại như là bị lôi cuốn bởi tiếng khóc não nề lúc gần lúc xa. Thu đứng trước bức tường đang phòng rộp, đôi mắt lạc thần vô định không hề chớp, còn hai tay run rẩy như thể cầm sợi dây sơ sát kia mà kéo lại. Sợi dây đen xì sổ ra như một cuộn len bị hầm, Bện lại với nhau theo một cách rất khác thường. Nhưng đến lúc này thì cô sực tỉnh, cầm lít sợi dây ở trên tay thu run dày dùng mình hướng mắt nhìn xuống đoạn dây sơ sát lớp bồi phù ngoài dày đặc sau vài lần kéo đã bay đi mất giúp để lộ ra cái lõi bên trong đen nhánh đó không phải là dây thừng mà đó chính là tóc những sợi tóc đen nhánh được bệnh vào nhau như người ta tít tóc không hiểu vì sao thu đã sợ hãi lắm nhưng tay cô cứ như bị đổ keo xính chặt lấy đoạn tóc mọc ra từ trong bờ tường kinh dị Cô càng cố gắng sức rằng thì đoạn tóc đó càng dính chặt, càng khiến cho bờ tường lở ra thành từng mảng. Sơn tường vôi vữa dần dần rơi xuống, nhưng bên trong không có gạch đá mà chỉ là một lớp thạch cao. Lớp thạch cao ấy càng gồ lên nứt ra chi chít, dì ra từ những kẽ nứt ấy, những dòng chất lỏng vàng vàng xanh xanh bốc mùi hôi thối. Thù đã sợ hãi lắm, chỉ muốn vùng chạy khỏi đây, nhưng những đoạn tóc kia như là một vật sống cứ cuốn chặt lấy tay của cô không thể nào gỡ ra được. Thu vận sức ra thật mạnh, dùng cả thân thể tay chân lao ra ngoài. Bỗng nhiên tấm thạch cao mỏng không chịu được được kéo liên tục tác động lở ra và lập tức một cái xác trưng phình bên trong đổ xuống. Chuyện chẳng ai ngờ được Tuấn đã giết vợ mà cảm tự ti về ăn bám người vợ tài giỏi khiến các đàn ông vô dụng trở nên tàn nhẫn hắn hạch hỏi liên đủ điều thậm chí còn lén mang tiền của vợ đi gửi vào tài khoản của mình để đập quỹ đen tiền cho việc ăn chơi bù khú cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra hay nói đúng hơn liên từ lâu đã biết việc làm như nhuốc đê hèn của chồng nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng để giữ hỏa khí ban đầu cô mặc cảm vì không có con nên chồng mới đâm đầu vào những trò nhậu nhẹt cùng bạn tình yêu mù quáng khiến cho liên đánh mất chính mình không nhận ra được bộ mặt đồi bại đê hèn của thằng chồng mà cô chung chăn chung gối đã mấy năm cho đến khi biết tuấn có vợ bé ở bên ngoài thì liên không sao chịu được cô cãi nhau với chồng dọa xét đâm đơn ly dị ra tòa yêu cầu rút hết tài sản của gã tuấn không còn yêu vợ như xưa cho nên việc ly dị không có gì đáng ngại hắn chỉ cần tiền mà thôi ấy vậy mà liên dám dọa sẽ biên tịch tài sản của hắn thì có khác gì là buộc nhau và đừng chết mạng đổi mạng tuấn thích cần hắn lao vào bóp cổ người vợ đã đầu ấp tay gối bao năm cho đến khi liên tắt thở người đã chết cần một lý do nhưng tuấn bình tĩnh lắm hắn tận dụng chỗ vật liệu xây dựng còn lại ở phía sau nhà trước chuồng chó rồi di chuyển cả cái ban thờ vừa to vừa nặng đục thùng một mảng tường rồi nhét sát của liên vào trong đó ốp thạch cao chám lại rồi sơn cẩn thận. Xong suy đầu đó Tuấn biết loan tin cho hàng xóm biết vợ của mình bỏ nhà theo trai để mặc gã ở nhà. Sau đó Tuấn còn cố tình đi nhậu tỏ rõ bộ dạng của một kẻ bị vợ bỏ theo nhân tình. Nhưng chính trong những lần say xỉn ấy Tuấn lại thấy hồn ma của Liên hiện về khi ở trong phòng lúc ở dưới bếp. Lần cuối cùng Tuấn thấy Liên hiện về. Lần khuất ở phía sau nhà ngay nơi cô nhốt con chó mực. Tuấn vướng men say lao ra định đuổi theo, nhưng cánh cửa vừa mới mở, thì con chó khổng lồ đã vồ ngay lên người của gã, kết liễu cuộc đời của một thằng chồng bạc ác như để trả lại mối thù cho người chủ cũ đã chăm sóc cho nó bao lâu. Thương ngồi bền dưới sàn nhà nhìn sắc của Liên đã trưng phỉnh lên sau bức tường mà tóc thì vẫn còn mọc dài ra cả mét. Cô kinh hãi đến điếng người bắt đầu bò lùi ra đằng sau bằng cả tứ chi toan tìm đường thoát. Nhưng cánh cửa gỗ lồng kính thỉnh đỉnh đóng lại, ngay trước mắt, rồi từ phía sau lưng của Thu, một giọng nói lạnh lẽo kinh hoàng vang vọng như một lời mời gọi. Thu ơi, ở đây với cô, ở đây với cô, cô lạnh lắm. Thư quay người lại rủi rú lên thất thanh khi thấy cái xác trương phỉnh của cô Liên đang đứng dậy và lao về phía của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.